Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ ra ngoài tiệm mình mua cái lưới mắt cáo về để mình chống trộm các bạn. Thời gian này trộm nhiều quá. Toàn là bắt gà, bắt que các bạn. Mình phải làm lưới. Mình về mình hàn các bạn. Gà không ra được. Ôi trời. Bạn đây là những hàng rào này đấy, các bạn đấy, nhảy được các bạn. Mình trước là mình rào cái lưới này, nơi này nó nhảy được đấy, giờ là mình phải làm cái hàng rào B40 mình hàn nó lại cho nó chắc. Quay vào quay ảnh giáp cái luôn. Ừ. Để em đường con vịt, con vịt nó không ngon nhân. Này chuyển hướng thôi. Lướng qua vịt. Thật mà. Ơi ra. Ơi, ra ngoài, ra ngoài. Né. Vào thì nguy hiểm. Sạch đấy. Đây bạn. Bạn bức tường này vào nó nhảy vào phát một các bạn. Đây bức tường. Rào tầm đấy. Đấy hàn cái sắt. Hết ở góc các bạn. Sang cái đầu này sang đầu này. Đỡ thôi các bạn. Ý nó nói là các cụ nói là chống phải ngay, chống cái ra nó cũng khó, kín cổng cao tường người ta có vẫn vào được. Ông thấy mình hàn thấy là người ta cũng không vào đâu các bạn. Cái máy kia.
Mời chị ra bán nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.